muốn chơi một trò chơi với tôi không? Không. Không. Chơi. Tất cả đồng tiền này sẽ là của bạn. Chơi. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, liên hệ vào số này. Chào mừng các bạn đã đến với Squid Game phiên bản vua tiếng Việt. Luật chơi như sau. Hai người chơi sẽ ấn chuông nhanh để trả lời câu hỏi. Câu hỏi là các chữ cái bị đảo lộn, yêu cầu người chơi phải sắp xếp thành một từ có ý nghĩa. Trong 5 giây kể từ khi bấm chuông, nếu người chơi không trả lời được hoặc trả lời sai, quyền trả lời sẽ thuộc về người chơi còn lại. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Đây là câu hỏi đầu tiên với các từ liên quan đến một từ khóa, một sự kiện tại Avatar. Hãy đoán xem đây là từ khóa gì? Có biết đâu mà đọc. Nhưng mà đã nghĩ ra đâu? Nhưng mà phải nói thì mới biết chứ, nói cho đi. Nữ phụ. Phụ nữ. Theo em thì cái từ khóa này liên quan đến sự kiện gì tại Avatar? Mùng 8 tháng 3. Hai. Không, 20 tháng 10 chị ạ. Tháng 10 vừa qua có một sự kiện vô cùng nổi bật, đó chính là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nhân ngày đặc biệt của phái đẹp, Apota đã gửi gắm tình yêu và những món quà ý nghĩa tới các chị em hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn. Hy vọng rằng các chị em đã có một ngày lễ ấm áp bên cạnh Apota và cả những người thân yêu. Với thông điệp hãy là chính mình, Apota chúc các chị em mãi mãi xinh đẹp như những bông hoa và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đây là câu thứ hai. Câu này sẽ mang mức độ khó hơn so với câu trước. Hãy đoán xem đây là từ khóa gì nào? Khó hơn hơi nhiều chị ạ. Khó hơn hơi nhiều một chút nhé. Cọp. Anh nghĩ đi, nãy anh nghĩ được mà. Ừ, anh đang nghĩ anh rồi. Có... Ha. Ca hát này. Khọ này. Có khó. Này nhỉ? 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ. Có khó. Sao mà khó thế nhỉ? Là sao? Khó. Các chị có chắc từ này nó có nghĩa không? Có. Đây là một từ khóa có nghĩa. Khó thế. Vậy nhá. Vâng. Chữ cái đầu tiên sẽ là bắt đầu là chữ K. Gợi ý hữu ích thật đấy. Rất hữu ích. 10 điểm cho sự... K. Được 50% rồi đấy. K là phải đi về hát. Không, K đi về O được mày. Ủa, K đi về O đi kiểu gì? Có. Như nào? Ủa là sao? K thì là phải là hát. Hát xong là phải đến gì? Đến gì? Đến A. Hát đến A. A xong đến gì? Đến khác. À không. Làm gì có con sắc được mà. Ừ nhở. Thế là như nào? Và... O sắc. Khó. K này khóa. Hát này. Khóa học. Quên. Khóa học. Khóa học được định giá 80 triệu đồng với tên gọi Kỹ năng báo cáo, liên lạc, thảo luận Horenso đã diễn ra vào ngày 16 tháng 10 vừa qua. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ, nhưng với những chia sẻ của chị Thúy Anh, chị Hằng Kim và anh Quang Rock, Apota tin rằng 50 học viên Apota đã tự tin enjoy moment báo cáo, liên lạc và thảo luận trong công việc. Bằng chứng, đó là điểm trung bình toàn khóa học lên tới 4,6 trên 5. Chúc mừng anh chị em! Với hai câu hỏi sau, chúng ta sẽ đổi luật chơi thành trò chơi công thủ. Búa đại diện cho công, mặt nạ đại diện cho thủ. Một trong hai người chơi
Nếu ai công hoặc thủ thành công thì sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi. Đây là từ khóa tiếp theo liên quan đến một sự kiện tại Alta. Hãy nói xem đây là từ khóa gì. Chỉ đến 1, 2, 3 đấy ạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Năng nổ. Năng nổ. Chữ ô ô. Ô năng nổ. Năng nổ. Năng nổ. Hôm lúc đầu em nhìn em cũng tưởng là năng nổ đấy. Từ cái khoảnh khắc nó mở lên rồi. Nào hãy cùng thử lại xem đây là từ khóa gì nào. Anh du học sinh chắc biết nhiều từ tiếng Việt lắm, anh đoán thử ra. Năng. Không phải năng. NG. Mà sao lại nói nhỉ? Nói này đối thủ mà sao lại nói nhỉ? Cho em mượn giấy bút ở ngồi này sao em nhìn ra được. Mình biết ra trước nhỉ? Ngốn. Không. Không, nó phải là N xong rồi đến G. N đến G. Đầu tiên chữ cái đầu tiên là chữ Á. Chữ Á ấy ạ. Chữ Á. Á. Ăn. Ăn uống. Em nghĩ á. Anh nói đi, nếu em không nói đi. Em nghĩ là dịp nào trong năm thì không ăn uống. Em nghĩ nhá, đầu tiên ăn uống là buổi sáng, sáng nào công ty mình cũng được ăn sáng miễn phí. Cái thứ hai là chắc chắn là trong các sự kiện là mình cũng sẽ được ăn uống. Hết rồi ạ. Công ty công nghệ, ăn uống cũng phải thật công nghệ. Từ ngày 16 tháng 10, gian hàng chị Trang chính thức mở bán trên sàn thương mại điện tử A-Check-In. Có thể nói, trải nghiệm ăn uống của anh chị em Apota đã lên một đẳng cấp mới. Có nhiều chữ thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chữ. Chị bảo quên thổi những vấn đề là mình vừa vào. Nhiều gợi ý nhưng mà mới vào cũng không biết. Thật. Thận trọng. À không, thận. Thận trọng. S. S là chỉ có đi với Y thôi. Đúng không nhỉ? S là ui, kiểu giấc mình bắt đầu bắt học rồi đấy ạ. Sinh rồi này, sinh. Dù cho cả thế giới đều quên thì Apota vẫn luôn nhớ tới ngày sinh nhật của bạn. Và đến hẹn lại lên, Apota chúc các thành viên có sinh nhật trong tháng 10 có một ngày kỷ niệm ý nghĩa và vui vẻ. Chúc các bạn tuổi mới đạt được những ước mơ, hoài bão cùng Apota chinh chiến trên con đường tương lai. Như vậy là hai bạn đã trải qua 4 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay và người giành chiến thắng đó chính là Hà Thư. Và người giành chiến thắng sẽ giành được 1.000 Aboy cho gửi thẳng với Apota. Chúc mừng các bạn. Gửi thật à? Gửi thật mãi. Thật chứ? Em xin nhiều bằng lời cảm nghĩ trước cho anh. Sao lại đưa ra người thua cuộc phát biểu cảm nghĩ trước? Để em thắng em phát biểu sau cho nó khủng hồn. À, anh phát biểu trước đi. Thế là rất là cảm ơn chương trình đã ban tổ chức đã đem lại một chương trình vô cùng thú vị. Và bên cạnh đó là đã khiến cho mình và bạn Hà Thư động não rất là nhiều. Tuy nhiên là mình không được ấy, không được 1.000 upvote nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có cơ hội lần sau. Mọi người vỗ tay. Vâng, em rất là cảm ơn ban tổ chức chương trình vì đã mời em tham gia một cái trò chơi rất là bổ ích và đang rất hot như thế này. Bình thường em chỉ xem ở trên mạng thôi, sao em giả vờ em tự tưởng chơi mà. Nhưng mà em đâu có được chơi đâu, nhưng hôm nay em được tham gia thật. Đấy, sao lại còn được cầm cái này đập. Mặc dù là em không đoán được mấy, em hay ai nói leo, nhưng mà về cơ bản là em vẫn là người chiến thắng vì em đã đoán được rất là nhiều sự kiện của chương trình. Đã mong là mọi người ở trong Apota đều sẽ có thể trải nghiệm những cái trò chơi thú vị như thế này ạ. Cảm ơn mọi người.